Cà la pa. Đôi mắt chị hơi lẻ. Chị mắt này ra đúng không? Sau đây là phác họa của các nhân vật. Mặt An Chi rất tròn. Ủa cái gì vậy chị? Mặt B cũng rất tròn, nhưng mà B cũng có một chút cầm bê lai. Đôi chân mày rậm rạp. Này gia đình quý tộc quá. Wow. Ôi mẹ dễ thương kìa. À, đặc điểm nhân vật này là cái máy ảnh. Thì nhân vật Minh Huy là phóng viên du lịch và vẽ xuất sắc nhất là Hạ Linh này. Chi có vẻ vẽ hơi giống Hạ Linh ấy. Giống không? Em nghĩ là kiểu Hạ Linh thì có xóa đen, ngôi hơi lệch. Với cả Hạ Linh hay mặc áo hai dây đó. Sexy. Đeo choker. Nhưng mà mặt vẽ xấu quá. Em phải lý giải ở đây là tóc vuốt. Hạ Linh ở đây là mọi người nhận ra đây là tóc vuốt chứ. Không biết đây là tóc vuốt của em à. Em mới thêm cái này. Em mới thêm nốt ruồi. Ở đâu đây vậy? Này, Nam Phong sao mắt hiếp vậy? Nam Phong là một người ít cười, luôn luôn mặc vest. Đây mà An có chú thích rằng là lông mày rậm nè. Ừ, lông mày rậm nữa. Tóc này là tóc vuốt nhá, An có lý giải. Nam Phong là một người luôn luôn chỉ chu về đầu tóc với lại quần áo. Đây là mặc vest nhá. Vest và đây là cà lạp bạc. Còn đây là An Chi thì giống như ở trong phim vậy đó. An Chi lúc nào cũng như một con búp bê Annabelle. À gì đấy? Cho chó đẹp. Tô điểm thêm cho sự đáng yêu của An Chi thì mặt tròn do mắt long lanh, thiếu nữ, miệng tươi cười may mắn tự nhiên tới đó. Trên tay lúc nào cũng cầm cái giỏ đi chợ hết. Ôi có một đặc điểm mà quên mất mà An Chi luôn. À cái máu đúng rồi. Ôi trời ơi, xin lỗi mọi người. Còn đây là Hạ Linh. Đây là kiểu tóc mà Chi thích nhất của Hạ Linh trong phim là tóc xõa ngồi lệch. Thì Chi vẽ vào đây. Và hay đeo vòng choker. Tiếp theo là đôi mắt nè. Đôi mắt Chi hơi lẻ. Chi mắt này ra nhé. Anh cảm thấy bức ảnh này tranh của mình mọi. Sao ta? Không em cố gắng vẽ giống lắm rồi. Nào em càng nhìn thấy môi đỏ giống Hạ Linh hay môi đỏ. Nhưng cái mắt thì mình vẽ chưa được đẹp lắm. À, rất nhiều trái tim, đây là những tình yêu xung quanh Hạ Linh. Còn đây là nhân vật Minh Huy với mái tóc tiên điển hình với cả đặc điểm của nhân vật Minh Huy này. Đấy chính là cái chiếc máy ảnh. Tại vì Minh Huy trong bộ phim là phóng viên du lịch nên lúc nào cũng sẽ mang theo máy ảnh để mà chụp tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Ê, như có chân lận ấy. Bê vẽ.